cùng nóng son sạch. Con chỉ tí sờ lành. Con thật lọc mờ phiếp dồn chân. Mên rướng bị phục con hát châm ràng cầm lăng thiết. Đâm bay bởi dụt sẽ lập ruột. Đại căn dốc cơ tệ mùi thà. Cùng nông chiếm, trâu tài dọc chiếm mà son. Rư cùng nông, trâu tài son sạch. Chia trong cõi, bạc vụ thằng bì kháng, trâu sẽ lập sơ ta tạm ọ. Trôn tài chi phiếp dồn, tài bà kịch ở lò. Nó mẹ bán nơi cùng nịch mùi thà. Cùng núm, nâng ca song sạc nút mênh lò lời. Chỉ ca bật nạc con ơi. Cùng núm song sạc vì mênh lò lời. Bà mình nhạc nà mọc thơ ai con tỏa chật. Rồi hốt đò thun thơ ngòi giang ná. Bà con tròm bán. Lò nạc con, cứ con trâu ta tròm. Con chạm bạch dọc chất tục đạc. Chỉ rộng mơ tức nông rương song sạc nút thơ vầy. Vì thơ ai con nhọp nhòa, cái đang cả hai chật. Thằng cáo bút cần trồn, rồi hốt rau sọc ngập mạnh bàn. Nâng mình ọc bề về lìa tới tờ tế, đại ớt bởi giáo. Con ơi, cùng núm, cứ chiếp lường, bị đất rồi chật nâng cùng đất rồi bỏ dưỡng. Ai cả đang rồi riêng cực bề về lìa. Thơ ở dưỡng ngốc trục, nơi tay chì mùi nâng cùng đất, kết xong sắp chì nịnh. Chia bài sát, bấm plan bề về lìa. Nâng sẽ đầy sọc nông chì vật dường. Bọn tên cổ xa rộp bạc dường, nhàng bách bạc cắt tay mà đòn. Trách xâm mê xâm bột trông trạc thà. Nẹ chân nè, tay anh bạc tết nơi bìa. Nẹ chanh, rơ mên đếch chì tục. Ai nạ đà ngọp rùm ngọp, ban đà băng nơi ca chanh chân nè chào hỏi. Rơ mên nơi chì sọc cổp ế rìa bắt đang buồn. Con ơi! Ba nẹ nà mọc thơ ơi con khẳng cáo. Con ai chào bán có chào tư. Ai ạ phầy bán có ai ạ phầy tư. Chật con nâng bán sạp bài. Mình khó sọc cập hiếp rồi bác phơi chật lời. Ca kết tay bì rương xoan sật. Con ta đâm bay ốc cục nùng. Đâm bay ai xoan chật nụ. Bèl khá. Ai thơ ai xoan chật nâng sạp bài chật bán. Bọn ta bán trăm mùi bèl mùi rời dạ bần nọ. Propal nơi ca sòn sạc bàn nụ, nơi miền tít. Ta lực cỏi nụ, ca xa hài nà. Vì ta mặc áo dương miền tốc lăng khá, ai rồi hốt mùi chí vất cọp bàn. Đôi chì sòn sạc hói, trái rụt kịch. Mình ai rùa nơi cần lai đàm bàn. Sòn sạc hói, khuôn ánh trái tự đếch nơi nông cốc đọc chân nắm, mập hay chân nắm. Rưu rồi hốt ọc mùi chí vất. Đôi chân này mình bà xa lời. Dương trái chọc bí vi riêng nâng khní. Phương cùng nụm bàn nút, nơ trăng ca ai ập hầy. Nâng, nơ trăng ca mình chọn bì. Mình mết nơ trăng ca chọn bí nụ tề. Bù bí vi riêng, trái ngọc đại ca mình chọn bí chi bà gọt. Bà phương cùng nụm, nơi mình tốt nơ rồi lột tề. Cứ mình ai rau sạch đầy sọc ngọc khăn nông chi vất bàn lời. Chật dương chật kề, con chỉ tí sờ lạnh. Cá nơi ruột chỉ mùi nẹ đồ tẩy. Mình tha nơi rồi biếp chiếc phê rơ dế sva mây. Chỉ cửa xa miệt đà bầy đá. Con bỏ sầy. Chỉ nhịt mình, chỉ nẹ rùm ca nghề. Rứ chỉ nẹ rùm sân cúng nụ lời. Cứ con, trái rùm phần đà chất bầm nòn. Sẽ cái đây bà thân nà rồi bạc nẹ đồ tẩy nụ. Nụ, ní chỉ cá xâm khăn giang cài lệnh. Nâng nâng chìm mùi khả niệm bàn dù rư mình dù, sóc sạp bái rư cái đáy cỏ hài. Cứ nơi trăng chấm nách xâm khăn nị hài. Cá dọc chạch kế mọc priếp nâng chạch dưỡng. Nâng dọc chạch dưỡng, tư priếp nâng chạch kế. Ní, chỉ cách đại cụ thờ, dưỡng thờ vây cỏ đòi. Trái rung bằng đò phát bạc bòa. Đại nâng cát lãng đón nét đò tầy phòng. Bên khá, dưỡng kịch thà.
dân thừa hỏi dân nâng bàn phát bởi giáo. Tại nhạc đợt tí, kể ai cũng đã cơ hài. Bước cát thừa rồi bởi dân, có miền đài. Từ cô chỉ huyến nơi chùm nội nít hỏi bàn. Mình trao sáng sẽ cái đầy xâm rạch. Lơ sẽ cái đầy cái đai cơ hài này nhạc đợt tí lời. Nhạc đợt tí, mình bên chất ai dân. Từ thừa ai kê cái đai cơ hài đôi tài khỉ. Trao nâng đòi chật dưỡng, chật kê trình định, mà nụ đã kết tay bị bàn, kê hai thà. Mà nụ khơn ta khuôn anh. Mà nụ khơn ta khuôn anh, rồi mình đã bạc kê chỉ thỏa mặt đàn. Bố cứ bật bật nơi ông bờ, đã miền phát bạc bỏ đón nhẹ đợt tầy. Con ơi, ta chỉ mà nụ nạ con. Bê dân bàn chết, có cô nực đón nhẹ đại kê khuyên khá phòng. Bê dân bàn sọc. Có cú cất đòn nẹ đàm miền tục phòng. Hỏi về dưới miền bàn. Có trớ cất đòn nẹ đai cỏ ra ham phòng đài. Con cất bàn dàng đi. Con nâng chìm nhẹ lạc bóng. Mơ khơi nẹ đò tí. Dưới chặt kề, chùi kề. Nâng bàn chìa tí sẽ lành rộp an này mà nút tù tử. Phra sân bà con. Chìa mà nút khơi ta bị khuôn ánh. Con nâng nơi ta anh. Bước bác ca rộp an bị nẹ chặt khăn chìa đàm. Về con miền tục, miền rồ vồn, mình miền nhạc ná mặc trừ trả lời. Chăm tục nà con xâm lành, chặt dưỡng chặt kề, con trơ rì rì, non khné áo chạy bạc. Công tám chặt phìl, tam prét đầm rạc. Prét thó lòn nè, con trơ phạt đẹp bạc. Chặt kề chặt dưỡng, ba miền nhạc lãng, con trơ cầm chặt. Ba chân sọc chặt, con trơ phật hạt. Rút đôi bởi giật, tờ phát ổn trái, khuôn chi ổ bà ma. Châm ràn mê ta, tô xa rùm xài. Ai sọc khuôn anh, nâng sát tèn lại. Sọc nơi mình chẳng ngại, rô khơi nhắc nông chật. ដួលហើយត្រូវក្រោកកូនជាទីស្រឡាញ់ផ្លូវនៃដំណើរជីវិតនោះមិនមែនសិតតែរៀបស្មើទៅទាំងអស់នោះទេជីវិតមានឡើងមានចុះមានសុខមានទុក្ខជាគូគ្នាទៅរហូតដោយចំពោះក្នុងកិច្ចការងារបើរត់តែការងារធំរត់តែមានឧបសគ្គប្រសិនបើកូនធ្វើការងារអ្វីមួយដែលកូនគិតសពគ្រប់ហើយថាជាការងារល្អត្រឹមត្រូវ ជាការងារដែលអាចនាំឲ្យចម្រើនទៅមុខបានប៉ុន្តែការបើធ្វើទៅធ្វើទៅការងារនោះបែរជាត្រូវរាំងស្ទះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមដូចដែលបានកត់ទុកទេពលគឺមានឧបសគ្គកូនត្រូវពុះពៀនៅឧបសគ្គនោះទៅឲ្យបានដោយសតិបញ្ញាដោយការអត់ធន់និងព្យាយាមកុំស្លន់ស្លោត្រូវចាត់ចែងដោះស្រាយឲ្យស្រួលបួល ក៏មរួញថយដោយអស់កម្លាំងចិត្តជាមុននោះសភាវៈដែលសំខាន់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលកូនជួបនៅបញ្ហាជាឧបសគ្គក្នុងជីវិតគឺកម្លាំងចិត្តចូលកូនកុំឲ្យកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះឲ្យសោះបើការងារឬប្រាក់កម្រៃត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំតែកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះតាមវាមិនជាអ្វីឡើយកូនត្រូវថែរក្សាចិត្តកុំចិត្តឲ្យល្អ ត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តជាដាច់ខាតដោយពាក្យថាដួលហើយត្រូវក្រោកបានសេចក្តីថាការផ្លាត់ជើងរអិលដួលទៅគឺត្រូវក្រោកឡើងហើយដើរតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅដល់ក៏ដើរបានយ៉ាងណាមិញកាលបើកូនមានការខកចិត្តព្រោះជួបនៅវិបត្តិអ្វីមួយកូនត្រូវតាំងចិត្តឲ្យមាំកុំចិត្តឲ្យរឹងពឹង ទាញខ្លួនឯងចេញពីការខកចិត្តនោះឲ្យបានហើយព្យាយាមតស៊ូជាបន្តដើម្បីបានដល់នូវសេចក្តីសម្រេចសមតាមប្រាថ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរ
con sầm lanh trật đằng thà. Các khó chất, các mốc bị cá miên sừng khâm chỉ hẹt. Đồ chân này, khăn ông chỉ vật rõt ngay, con trái chết bởi giặt châm bố sẽ cái đáy sừng khâm. Đã miên khăn ông chất con phòng, bật mên hai thà, các sừng khâm vì nôm ai miên cầm lăng chất. Bần tài, vì có nôm ai khó chất phòng đài. Bố tay mình bàn sầm rạch đôi bật nè. Đồ chân này, con trao vật khách ở bụng, ai cắt lớn, cổ sát là chẳng tệ. Cứ cáp bình chất khăn ông ấm bơ bà trả tổ. Cổ sát là chẳng tệ, nôm ai con ban sọc chất. Khăn ông càng nghe đà cầm phong thớ, bố con cực thà. Thớ cá ở nhà đợt tay bàn sọc, mà lo hào ý, con rỉ rỉ nâng thớ cà. Đai mình chẳng bách sẵn khâm phá là vầy tiệt lời. Bà phá ban sầm rạch, có sầm rạch đầy bà trả tổ. Tại ba mình bàn xâm rạch, có mình khó chật đài. Cứ con sắp bài chật nâng thơ bằng tòa tiệt, nâng sắp bài chật, khăn ông ca nghĩa đài bà chạy tốt, nụ. Đôi bốn mọc nì, con bất chí mình chạy ớt tật chật, khăn ông ca nghĩa phóng. Miên cầm lăng chật thơ bằng tòa phóng. Bàn tờ tốt nơi sẽ đầy sọc chật. Toàn bèl đài cầm phong thơ ca nghĩa nụ phóng. Chỉ mùi tục, con chỉ tí sở lành. Riêng cái mà muốn, rồi mới mình trở rụt thay biệt biển bán, đòi nghỉ lời. Phép rừng bằng mà muốn nấy riêng cái, ai tục tôi nâng rốt xem xem bàn. Chỉ một tháng tục tôi nâng tốc phá lời cài, thôi ai cái chỉ sọc. Miên tục nông đôi khỉ đá, cứ thà, ba mình trở cá ở chật miền tục tế, trở sang phép rừng tăng ở đò chật. Sầm rắp tục tùl chỉ mùi nâng tốc là chất ai bàn lò. Cả bật, tốc là chất nú, miền hát mốc âm pi càng nực kết. Tạ tánh, nơi chất khuôn ái chứ sầm khăn. Cứ chất bàn chạp dọc rừng ráp xèn xèn. Âm pi càng đại bàn khơi khla, lư khla chỉ đàm. Hỏi, chết tay dọc mừng nực kết tạ tánh, áo chỉ dàng nì, áo chỉ dàng nú. Tam ca sai ả râm rồi bọc luôn. Rương ra đã chật chạp dọc một bàn nút, đã chật khả ai nực kịch sạp xoay tới chân ngành. Bố cứ bình chật có các bàn, tới chứa sẽ đầy sọc chất nâng từ. Tại bàn nực kịch sạp xoay tới mình chân ngành tế. Mình bình chật tế, có nôm cả tục, nơi khả nông chật sẵn đàn bán đối khỉa đài. Rương tay mà giang chìm mùi khỉa. Hai thơ ai mà nụ mình nhạc miên chất chìa sọc. Hai mà nụ mình nhạc tiết cả tục rô khả nông chật sẵn đàn. Bài mình bàn xâm răn mình lụa. Ní, mọc âm pi càng nực kịch tạ tay rồi bỏ chật riêng riêng khuôn. Bố hết đôi bồn mọc ní. Cá bà con mình trời cá. Ai tốc mọc rốt riêng tuần triêng rồi bỏ con tế. Con cọp bay chìa hiếm. Sang phung thàn lại bàn móm. Xâm răn tốc tốt chì mùi tục. Con trời tăng sạch tay ai lỡ. Nơi bê chuốc bà sạp rừng vây cả đào chọc. Trời cháu bán có cháu đó, không chậm bạch giấc một trẻ rí kích tạ tàn. Bố cứ cầm giấc một chi à rầm. Tại bà giấc một chi à rầm, cứ con trời kích đôi rằng miền sạch tệ chi ti bầm phật. Kích hai sạp cổ hỏi cho bắt lò sần. Công bà nhập xâm rạch sạch đầy đôi nghề nghề. Chật, bà bà cọp đôi sạch tệ xâm bánh chân nhạc khăn ông ca tù tù à rầm. Miền dù nị sao mà nè sạch ca cổ rộn. Nụ ánh cứ chìa phùm than mòn tồn, đã xâm rạp tục tớ chìa mùi tục. Cứ chìa sốc cập hiếp lời chật, đã ai dì rèn, nơi tốc còn ngoài bàn. Phùm than mòn tồn chìa chùm rung sạch tệ, nâng chìa sốc cập hiếp rồi bỏ chật ní, mình nghĩ nâng có sang bàn lời. Còn trao Phật hát chìa rưỡi rưỡi, Phật hát ở dù. Hai Phật hát chìa riêng rồi hốt tỏ tờ. Đôi chân nế, tớp ác miên phòl canh tay bà xà lăng. Cho con cầm lệch thà, càng nghĩa, chia xâm khăn bầm phật. Cứ Phật hẹn, ai chất miên sọc cập hiếp, nâng cầm lệch kịch, ai khuôn ánh, rút nơi chia sọc.
miên phùng thàn bệ thò khnông chật phòng. កូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សខ្លះមានអំណាចមានវាសនាបារមីខ្លាំងក្លាមានឱកាសបានលើអង្គុយក្នុងឋានទីខ្ពស់ដែលល្មមនឹងធ្វើជាប្រយោជន៍ឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិបានប៉ុន្តែបែរជាមិនបានធ្វើទៅវិញធ្វើឲ្យខូចនៅឱកាសមាសដ៏យ៉ាងគួរឲ្យសោកស្ដាយដែលគាត់មិនបានធ្វើមកតែមកអំពីគាត់ มันบานกัดปิจารณาดัลออกาสมีปัดประกอบกัดบ้านตรัมแต่ทาดำไนในตีได้คลุ้นบานตัวตัวนี้ที่กัดแต่ยุ้งเกยชมัวจำพวกคลุ้นนั่งจิพลัยในกาบ้านมองในลิบตัวคลุ้นปนนอมาหลอกหายก็สำได้แต่เราแต่การเรศกัดแต่ยุ้งนั่งประย้อยระบบก็ไม่ยางเตยตามกาปิด ប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់ឱកាសមាសក្នុងខណៈនោះសាងនៅរបស់ល្អស្នាដៃល្អដល់ប្រទេសជាតិនិងទុកជាទីរលឹកក្នុងជីវិតនោះឯងគឺជាកិត្តិយសនិងប្រយោជន៍សំខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់រហូតអស់កាលជាអង្វែងសូម្បីចាក់ដំណៃនោះទៅហើយក៏ដោយមនុស្សទាំងឡាយគេនៅពលដល់គាត់ដោយការសរសើរលើកដំកើងសម្រាប់ខ្លួនកូនវិញ បានមានឱកាសបានឡើងទៅកាន់ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាមួយនោះគឺកំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះកូនត្រូវប្រើឱកាសមាសនោះសាងនៅប្រយោជន៍សាងនៅអ្វីដែលជាទីរលឹកឲ្យដល់មនុស្សជាតិដើម្បីទុកជាស្នាដៃដែលអ្នកដទៃក្នុងសង្គមជាតិអាចទទួលយកបានដោយក្តីរំភើបរីករាយកូនត្រូវកិតជានិច្ចបើកូនមានបុណ្យបានៅឋានៈខ្ពស់មែននោះ កូនត្រូវតាំងចិត្តឲ្យសម្រេចតាមដោយដែលម៉ែឪបានផ្ដាំបើមិនយ៉ាងនោះទេឋានៈដំណៃនោះនឹងធ្វើឲ្យកូនខូចឱកាសមាសនិងអាចធ្វើឲ្យខូចខ្លួនកូនដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផង